Xin chào tất cả quý vị các bạn, cùng đến với xe 24 giờ để biết giá xe, tổng hoàn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G. Đó là bản thấp nhất của dòng xe Toyota Cross. Chiếc xe Toyota Cross nó thuộc phân khúc của dòng xe crossover cạnh tranh trực tiếp như là chiếc xe Hyundai Tucson, chiếc xe Kia Sportage cũng như là chiếc xe Honda HR-V hay là rất nhiều hãng xe thị trường Việt Nam. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe chưa giàu thì em chuyên về giá xe, tổng hoàn bánh và các chương trình khuyến mại. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá miết của chiếc xe này đang là 746 triệu. Sang cuối tháng 10 này thì đại lý chúng em đang bán đúng giá cho em nhé, với giá đang là 746 triệu. Vậy thì chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G này lắp máy nội đang là 858 triệu, còn là tỉnh thì 823 triệu, tỉnh áp thuế 100% thì đang là 838 triệu, và ở thành phố Hồ Chí Minh thì 843 triệu, còn đối trả góp ở nội thì đang là 270 triệu, tỉnh thì 236 triệu, tỉnh áp thuế 100% thì là 251 triệu, và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 256 triệu. Còn một giá tốt hơn hay khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em, chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Toyota Cross bản 1.8G ạ. Giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể. Kích thước tổng thể nó dài đang là 4m460, rộng là 1m825 nhá, rộng còn cao là 1m620 ạ. Chiều dài cơ sở nó thì đang dài đang là 2m640 ạ. Còn khoảng sáng gầm xe là 16,1cm nhé. Rất là dài và rộng đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần cụm mặt lưới ca lăng. Mặt lưới ca lăng của chiếc xe Cross bản G này thì mặt lưới ca lăng nó được thiết kế nó thay đổi cách hoàn toàn so với cả cái thiết kế chung của thằng Toyota. Thì nó đã thiết kế nhìn trông nó trẻ trung hơn, mạnh mẽ hơn và sang trọng hơn rất là nhiều ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về cụm đèn phía trước này. Cụm đèn phía trước của bản G này nó chỉ sử dụng đèn là đèn halogen dạng projector thôi nhá. Đèn halogen cho cả đèn cốt đến đèn pha đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đèn gầm này. Đèn gầm của nó thì đã là sử dụng đèn LED này. Đấy. Về mặt trước của chiếc xe bản Cross bản G này có tính năng an toàn, đó chính là có sử dụng nó là cảm biến góc trước nhá, cảm biến góc trước đấy ạ. Đó. Về phần mặt đằng trước này thì của chiếc xe Toyota Cross thì nó thiết kế nhìn trông nó rất là mềm mại và rất hiện đại và rất là sang trọng anh em ạ. Còn tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần sườn xe nhé. Phần sườn xe của chiếc xe Toyota Cross bản G này thì cũng được dập nổi khá là nhiều, giúp cho chiếc xe nhìn cho nó cứng, rất là cứng cáp, chắc chắn và nhìn cho rất là sang trọng ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần bánh xe này. Bánh xe của nó sẽ là vành đúc hợp kim nhôm, vành màu bạc trắng nhá. Vành của nó sẽ là vành 17 inch, phanh đĩa cho cả bốn bánh ạ. Lốp xe nó sử dụng là lốp Bridgestone. Nó chạy rất là êm ái ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em tiếp theo nữa, đó chính là phần gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu của nó sẽ là cùng màu thân xe nhá. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn LED ạ, và sẽ có chỉnh điện và gập điện và cục gương tự động nhá. Tay nắm cửa của nó sẽ là tay nắm cửa cùng màu thân xe cho tất cả các phiên bản ạ. Đấy, tay nắm cửa cùng màu thân xe cho tất cả các phiên bản nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần trần xe này. Trần xe của chiếc xe bản G này sau đó sẽ là trần phẳng nhá. Nó sẽ không có cửa sổ trời đâu ạ. Anten của nó sẽ là anten vây cá, nhìn nó sẽ rất là sang trọng ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe này. Phần đuôi xe của chiếc xe Toyota Cross bản G này thì nó thiết kế của nó rất là hiện đại, tinh tế và không kém sự sang trọng của một chiếc xe. Đấy, về sự góc cạnh của nó thì em đánh giá nó rất là hiện đại và trẻ trung nhé. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn phía sau. Đèn phía sau của nó sử dụng là đèn LED nhé. Cụm phía sau nó sử dụng nó là đèn LED đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần các tính năng an toàn về phần đuôi xe có như sau. Đó chính là có cảm biến lùi 4 mắt này, 1, 2, 3 và 4 ạ. Và có cả camera lùi anh em nhé. Camera lùi này, đó. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Toyota Cross bản G. Đây. Ở trong đô thị thì đang là 11 lít anh em nhé. Ngoài đô thị đang là 6 lít 13 với kết hợp trung bình đang là 7 lít 91 dành cho chiếc xe 1.8. Rất là tiết kiệm nhiên liệu đúng không ạ? Ok, giờ em show bên trong nội thất để giới thiệu cho em về nội thất ạ. Nội thất của chiếc xe Toyota Cross bản G này sẽ là nội thất của nó là nội thất màu đen, toàn bộ là màu đen hết nhá.
Nội thất của nó nhìn thiết kế nhìn rất là sang trọng và hiện đại. Ghế của nó và nó rất là sạch sẽ, màu đen thì rất là sạch cho em nhá. Đấy. Đầu tiên sẽ là giới thiệu nữa, đó chính là phần ghế này. Ghế của nó sẽ là ghế ghế được bọc da sờ rất là mềm mại anh em nhá. Ngồi rất là ôm ghế đấy ạ. Ghế sẽ được chỉnh điện 6 hướng. Chỉnh điện 6 hướng nhá. Đó. Đây giới thiệu cho anh em về phần vô lăng này. Vô lăng của nó sẽ là vô lăng 3 chấu á. Tích hợp trên đấy sẽ là có đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng này. Và có đây các cái điều chỉnh về cài đặt về cruise control này. Đó. Đó. Đây, còn đây em giới thiệu cho anh em nữa về phần cánh cửa này. Cánh cửa của nó sẽ là toàn bộ là màu đen đấy anh em nhá. Đó. Còn đây em sẽ chi tiết cho anh em này. Nó sẽ là có cụp điện này, cụp điện là tự động cụp gương nhá. Điều chỉnh bốn mặt gương này. Chốt kính này, khóa kính này và điều chỉnh lên xuống kính cho cả bốn cánh cửa đấy ạ. Ok, giờ em đi sâu bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em ạ. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh em về phần chìa khóa thông minh này. Chìa khóa của nó sẽ là, đây là chìa khóa điện nhá. Nó thiết kế thì em đánh giá nó cũng không quá đẹp về phần chìa khóa điện mình treo đây ạ. Nó không quá đẹp đâu ạ. Còn nó sẽ là bên trong của nó thì rất là đẹp nhá. Là chìa khóa smart key, chìa khóa thông minh một chạm đấy ạ. Giờ em sẽ bật on lên cho anh em nhá. À đây, em sẽ giới thiệu cho anh em này. Rồi. Đầu tiên là giới thiệu cho anh em về phần bảng đồng hồ tablo. Và đồng hồ tablo của nó thì em đánh giá cũng khá là cơ bản thôi. Nó cũng là đồng hồ điện tử và nhìn rất là đẹp đấy ạ. Nó cơ bản đó chính là tại sao, đây là vòng tua động cơ này, nhiệt độ nước làm mát này. Còn đây là công tơ mét nhá. Còn đây là bảng đồng hiển thị cài đặt thông tin, đa thông tin cho anh em. Anh em có thể cài đặt bằng ở đây. Đó. Và đây em giới thiệu cho anh em về cần điều chỉnh ánh sáng này. Nó sẽ có chế độ auto. Auto là gì ạ? Là auto là tự động bật sáng khi mà vào trời tối, hầm tối nhá. Còn đây em giới thiệu cho anh em về cần gạt mưa này. Cần gạt mưa của nó thì cũng không có chế độ auto. Đó tức là nó cơ bản không có chế độ auto nhá, không có chế độ là cập gương tự động đúng không ạ? Còn đây giới thiệu cho anh em về màn hình giải trí này. Màn hình giải trí của nó là màn hình cảm ứng 7 inch, có kết nối AUX USB, có kết nối Apple AirPlay và Auto Android cho anh em nhé. Đó. Thì thiết kế nó sẽ được lồi lên này, nó lồi lên này, nhìn rất là sang trọng đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về hệ thống điều hòa. Điều hòa của nó sẽ là điều hòa tự động, điều hòa tự động nhá. Thiết kế nhìn rất là đẹp mắt đấy ạ. Đó, có các nút bấm này, gần chữ Auto, tự động nó sẽ điều chỉnh tốc độ gió và hướng gió cho anh em nhé. Còn đây là các cửa gió điều hòa cho anh em này. Cửa gió điều hòa này rất là đẹp đúng không ạ? Thiết kế rất đẹp đấy ạ. Còn đây em sẽ giới thiệu cho anh em về phần phía dưới nữa, đó chính là có hộp số. Hộp số của nó này. Đấy. Nó hộp số tự động nhá. Hộp số tự động vô cấp. Có đấy, hộp số là hộp số số thẳng nhá, nên là nó có lấy số ở đây này. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần dưới này nữa này, đó chính là có chính là cái gì ạ? Nó thiết kế của nó rất là sang trọng. Nó mạ chrome này, bảng nhựa này, rất là đẹp luôn anh em ạ. Đó. Còn đây là sẽ là có để nước này, để nước này. Còn đây hộp tựa tay trung tâm được bọc da sờ rất mềm mại này. Sờ rất chắc chắn luôn anh em nhá. Đúng là hàng nhập nó khác, sờ rất chắc chắn luôn đấy ạ. Đây, đằng trong này sẽ là có cổng điện 12V này. Đó. Sờ rất chắc chắn dòng xe này, đúng là sờ rất sướng luôn anh em ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu này, nó sẽ cơ bản thôi. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đèn chân này. Đèn chân của bàn này thì nó cơ bản thôi, nó sẽ có chế độ bấm trực tiếp vào thế này nhá. Nó không có cái chế độ cài là ví dụ như là luôn luôn đóng cửa hay là mở cửa từ sáng hoặc luôn luôn sáng. Nó bấm trực tiếp là thôi này ạ. Đó. Và giới thiệu cho anh em về trần xe nhá. Trần xe của nó sẽ là trần trần phẳng đấy ạ. Nó trần màu đen, nó sẽ trần màu đen. Tổng quan của hàng ghế của cái tổng thể nội thất đó chính là màu đen hết nhá. Ok, rồi em sang hàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em ạ. Đây giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe Toyota Cross bản G này thì hàng ghế thứ hai của nó giống như hàng ghế đầu tiên. Đó chính là ghế sẽ là ghế da màu đen. Hàng ghế thứ hai, ghế được gặp được 60-40 anh em nhé. Và có tựa tay trung tâm. Rất là hiện đại đấy ạ. Giờ em đi sâu vào bên trong. Đây. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe Toyota Cross thì nó cũng ngồi khá là rộng nhá. Rất là rộng luôn đấy ạ. Em để em cao 1m80 này. Em cao 1m80 nhé, là rộng gần một gang tay đấy ạ, rất thoải mái để chân luôn đấy ạ. Hàng ghế thứ hai nó sẽ được tích hợp, đó chính là có cửa gió cho hàng ghế thứ hai. Vậy là Toyota Việt Nam đã nghe lời kêu gọi của khách hàng, đã thiết kế được cho thêm đó chính là cửa gió hàng ghế thứ hai, rất tuyệt vời anh em ạ. Và nó sẽ có thêm được dưới này nữa, đó chính là có cổng điện sạc điện thoại nhá, hai cổng cho anh em đấy ạ, hai cổng đấy ạ. Rồi em sẽ quay cho anh em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên này, về hàng ghế đầu tiên nhá. Về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Toyota Cross này sẽ là sự thiết kế của nó, em đánh giá rất là hài hòa về sự thiết kế. Nếu mà người khó tính hay người kỹ tính về những tính năng option
Và giá cả thì chiếc xe này khó lòng có thể làm anh em chê trách nó quá nhiều được. Thì tại sao anh em không gọi điện cho em đi ạ? Qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhé. Ok, giờ em sang về phần động cơ để giới thiệu cho anh em về động cơ ạ. Đây, giới thiệu cho anh em về động cơ này. Động cơ của chiếc xe Toyota Cross này thì nó được khác hoàn toàn cho chiếc xe của Toyota. Nói chung về động cơ máy xăng, đó chính là các phiên bản khác nó sẽ sử dụng động cơ đua VVT-i. Nhưng bản này nó sử dụng động cơ khác hoàn toàn luôn nhé. Động cơ thì rất là to, rất là bể thế cho anh em đấy ạ. Nó sử dụng động cơ, đó chính là động cơ viết tắt đó là 2ZRFE nhé. Đấy, động cơ nó rất là tuyệt vời đấy anh em ạ. Đây, em sẽ quay chi tiết cho anh em này. Chưa, rất tuyệt vời đúng không ạ? Về phần công suất cực đại của chiếc xe này thì nó đang là 138 Nm trên cho 6.400 vòng trên phút nhé. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 172 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút đấy ạ. Đó. Đây, em sẽ quay chi tiết cho anh em nhé. Đó. Đây là nước rửa kính này, nước làm mát này, màu hồng nước làm mát này, động cơ này, động cơ 4 xi lanh thẳng hàng 1, 2, 3 và 4 ạ. Động cơ rất là to đấy nhé. Đó. Động cơ 1.8 nhé. Còn ắc quy này, ắc quy của nó là ắc quy ướt, nó không phải ắc quy khô. Đấy, còn cầu đây là cổ hút nó để lên rất là cao rồi, còn đây là cầu chì này. Còn cái màu vàng đằng này đó chính là dầu phanh em nhé. Ok, giờ em sẽ sang bên phần tổng thể để giới thiệu cho anh em về tổng thể cũng như là những tính năng an toàn của chiếc xe Toyota Corolla Cross bản G này thì có gì không? Em xin phép giới thiệu cho anh em. Đây, em giới thiệu cho anh em về phần tổng thể này, về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho anh em rồi. Tiếp theo những tính năng an toàn của chiếc xe Toyota Cross. Tính năng an toàn của chiếc xe này thì có thiếu khá nhiều so với cả phiên bản V và phiên bản Hybrid. Nó có hệ thống ABS này, cân bằng điện tử xe ABD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này, phanh tay điện tử này, phanh điện tử nhá, phân bố được phanh này, và hỗ trợ khởi hành dốc. Ngoài ra thì chiếc xe này nó sẽ có 7 túi khí cho anh em nhá, 7 túi khí đấy anh em ạ. Đó. Về màu sắc, chiếc xe Toyota Cross sẽ có các màu như sau, đó chính là có màu đỏ như mình đang xem này, màu xám này, màu đen này, màu nâu, màu xanh, màu bạc, màu trắng ngọc trai. Đó, nó sẽ là có tổng sẽ là có 7 màu cho anh em lựa chọn nhá. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe và tổng chuyên bánh cũng như là những tính năng option của chiếc xe Toyota Cross bản G rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe cho em toàn bộ dòng xe của Toyota cũng như các hãng xe khác nhau như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho em sự lựa chọn về tài chính của mình tốt nhất. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.